Tiếp theo sang đến hướng Tây, xin mời anh Long ạ. Vâng, xin cảm ơn anh Trung. Thì với hướng Tây thì nó có cái độ số là từ 247,5 đến 292,5 độ. Và với hướng Tây thì gồm có 3 sơn, đó là sơn Canh, Dậu và Tân. Thì sang năm 2020, năm Canh Tý thì với cái hướng Tây đó là gồm có 3 sơn, đó là Canh, Dậu, Tân thì rất là vượng long, thế nên là khai sơn rất là vượng. Tuy nhiên thì với cái vấn đề khai sơn thì các anh chị cũng nên chọn cái tháng vượng nhất để mình tiến hành mình làm. Tiếp theo là vấn đề tu phương, thì với tu phương của hướng Tây trong năm sau thì anh chị cũng hoàn toàn có thể tu phương được. Và vẫn là một cái lưu ý của phong thủy Long Nguyên muốn gửi đến các anh chị là dù tu phương thì các anh chị vẫn phải chọn cái tháng vượng long để làm sao giúp cho cái trạch đất của nhà mình nó tốt hơn. Và với cái vấn đề tháng vượng của cái việc khai sơn lập hướng cũng giống như là tu phương thì các anh chị có thể ghi chép lại như sau. Với khai sơn lập hướng thì các anh chị có thể chọn tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 10. Còn với tu phương thì các anh chị có thể chọn tháng 4 và tháng 5. Thì đây là các tháng rất là tốt trong cái việc đó là các anh chị có thể chọn để khai sơn lập hướng hoặc là tu phương. Thì với các anh chị mà đang có dự định và đang có cái căn nhà hướng Tây, có thể ghi nhớ tất cả các tháng vượng như trên để mình có cái kế hoạch để mình làm sao mình tiến hành làm nhà cho nó phù hợp.